Huyện Tân Phú, sáng 27 tháng 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện phối hợp với huyện đoàn tổ chức phát nước, khăn lạnh cho người đi đường. Quốc lộ 20 đi qua huyện Tân Phú, rất đông phương tiện. Bởi đây có thể coi là cửa ngõ nối Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng, nơi có các thành phố du lịch như Đà Lạt, Bảo Lộc. Với những người di chuyển bằng xe máy, việc nhận được những chai nước mát đã giúp giải tỏa nhiều mệt mỏi giữa trời nắng gắt. Dạ em đi Đà Lạt. Dạ em thấy hình ảnh của cái anh công an ở dạ định quán Tân Phú rất là tốt. Thì mình thấy có động lực để mình đi tiếp dạ, dưới trời nắng nóng này. Đi sáng giờ qua đây cũng nắng hay gắt, có nước tiếp xúc thì cũng có sức để đi tiếp. Cảm thấy rất là mát lòng. Từ Thủ Đức để em đi Lâm Đồng. Em thấy tinh thần của mọi người rất là tốt. Em cảm ơn các chú công an và các bạn trong đoàn thanh niên. Phát nước, tặng khăn lạnh miễn phí cho người đi đường là hoạt động thường xuyên trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày của lực lượng công an, trong đó có lực lượng của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Phú. Kỳ nghỉ này, công an Tân Phú sẽ phát 5.000 chai nước, 5.000 khăn lạnh tiếp sức bà con trên đường. Thông qua cái việc mà tiếp sức, tiếp nước là đồng hành cùng bà con để về quê hay dịp lễ thì chúng tôi đã tăng cường qua cái biện pháp này chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền để đảm bà con hiểu luật và chấp hành luật văn hóa giao thông khi tham gia giao thông. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày từ ngày 27 tháng 4 đến 1 tháng 5. Ngoài huyện Tân Phú, hoạt động tiếp sức cũng diễn ra tại nhiều nơi khác ở Đồng Nai. Hoạt động này sẽ tiếp tục được thực hiện vào những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ và khi người dân quay trở lại các thành phố để học tập, làm việc.